Hello, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyễn Khánh lại giới thiệu lại tổng thể về cái mặt hàng, đó là về sàn nhựa, để cho quý vị nắm bắt thêm về cái thông tin cái sản phẩm sàn nhựa Vân Gỗ quý vị nhé. Thì ở trên thị trường hiện nay nó đang có hai loại sàn nhựa. Thứ nhất, nó là sàn nhựa dạng dán keo quý vị này. Đây là dòng sàn nhựa dạng dán keo. Thứ hai là cái dòng sàn nhựa hèm khóa quý vị nhé. Đấy. Thì bây giờ Nguyễn Khánh lên chi tiết về từng mặt hàng để cho quý vị nắm bắt được. Sàn nhựa dán keo trên thị trường hiện nay có hai loại. Một là loại có keo sẵn quý vị ạ. Hai là loại dán keo và không có keo sẵn. Loại có keo sẵn có nghĩa là bên dưới này quý vị này. Bên dưới này nó đã có phủ một lớp keo. Và chúng ta chỉ cần lột cái lớp giấy này ra là chúng ta dán trực tiếp cái miếng sàn này xuống nền quý vị nha. Dán trực tiếp xuống nền. Đấy. Thì cái dòng này nó từng tấm như này quý vị này. Tấm như này. Rộng là 13 cm, chiều dài là 88 cm, và độ dày của nó là 2 ly quý vị nhé. Độ dày là 2 ly. Đấy là dòng sàn nhựa có keo dán sẵn. Và loại thứ hai cũng là loại sàn nhựa dán keo quý vị nhé. Loại này là không có keo. Phía dưới này nó không có keo quý vị nhé. Và chúng ta muốn dán á, thì chúng ta phải sử dụng một lớp keo. Chúng ta bôi đều lên bề mặt sàn. Và chúng ta tiến hành lấy từng tấm này, chúng ta dán xuống nền. Về cái kỹ thuật dán của từng cái thì như sau. Bây giờ xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem. Đối với sàn nhựa có keo hay không keo thì điều kiện bắt buộc là cái nền phải sạch và mịn và khô. Ví dụ như là gì? Thứ nhất là nền gạch men cũ. Thứ hai là cái mặt nền nó phải có độ phẳng mịn như là tấm simbo hoặc nền bê tông xi măng, nhưng phải là có độ mịn tốt và phải sạch và phải khô quý vị nhé. Đối với nền xi măng mà cáng phẳng không xử lý bề mặt thì sẽ không dùng được cái loại sàn nhựa dán keo này quý vị nhé. Thông thường quý vị hay mấy cái nền nhà mới hoặc cái nền mà quý vị sửa chữa lại đó, thường thường quý vị chỉ lấy cái cây quý vị khua phẳng cái nền xi măng đi và quý vị mua cái này về quý vị dán là hoàn toàn không được quý vị nha. Mà cái nền đó chúng ta phải lấy bay miết cho nó mịn, cho nó bóng, cho nó nhẵn thì mới dán được cái loại nền dán keo này. Cho dù loại sàn dán keo này hay dán keo này thì bắt buộc cái nền nó phải thật là kỹ, mịn, sạch, khô thoáng thì mới dán được quý vị nha. Đối với dòng sản phẩm sàn nhựa dán keo này, nó phù hợp cho gì? Thứ nhất, cho bạn nào mà muốn tân trang cửa hàng, cửa hiệu mặt bằng thuê đó là rất phù hợp. Ví dụ như là quý vị thuê mặt bằng hoặc thuê nhà mà cái nền gạch nó cũ hoặc cái nền gạch đó quý vị không thích nữa thì chúng ta có thể mua những cái sản phẩm này, chúng ta dán lên cái bề mặt đó quý vị nha, dán lên bề mặt đó. Nhưng mà trước khi dán, mình nên lưu ý quý vị này là khi đã dán cái nền sàn nhựa dán keo này rồi hoặc cái sàn này rồi quý vị nhé, mà khi chúng ta trả mặt bằng đó, khi chúng ta lột cái này lên đó, thì cái nền xử lý rất là khó quý vị nhé, xử lý rất là khó, cho nên quý vị phải tính kỹ trước khi quý vị dán cái sàn này quý vị nhé. Thì cái sàn này nó có các màu như sau, bây giờ quý vị hãy xem nhé, các cái màu này để quý vị xem thích cái màu nào quý vị nhé. Đây, màu này, màu như cái màu này này là màu căm xe quý vị nhé, căm xe. Màu này là màu hơi chiêu lưu óc chó. Màu này là màu xám nhẹ quý vị nhé, xám nhẹ. Màu này là màu sồi, sồi mà nó sồi hơi xanh xanh chút xíu. Thằng này thì cũng là màu xám đậm quý vị nhé, xám đậm. Và màu này là màu sồi đậm quý vị nhé. Đấy là tất cả những cái màu về sàn nhựa dán keo mà bên dưới đã có sẵn lớp keo quý vị nhé. Còn đây là sàn nhựa dán keo mà bên dưới chưa có keo thì chúng ta phải mua keo rời quý vị nha. Đấy, mua keo rời. Đây là tất cả những cái màu quý vị nha, màu vân thảm,
vân đá, vân gạch đều có quý vị nha. Màu vân gạch thì cái sàn nó sẽ có hình vuông gần như là giống gạch. Vân thảm cũng vậy, chỉ có vân gỗ là thanh dài thôi quý vị nha. Đó, vân đấy. Còn chỉ có những vân gỗ này là thanh dài, còn lại mấy cái vân thảm, vân gạch này là hình vuông quý vị nha, hình vuông. Đó. Tiếp theo, bây giờ mình lên cho quý vị xem cái sàn hèm khóa. Quý vị, đây là sàn nhựa hèm khóa đó quý vị. Sàn nhựa hèm khóa là loại sàn được thiết kế, quý vị này, được thiết kế và được ứng dụng nó là hai mặt hèm. Thứ nhất, hèm này là hèm âm. Thứ hai, này hèm này là hèm dương, quý vị nha. Và khi thi công chúng ta chỉ ghép các tấm lại với nhau, tự cái hèm này nó có khả năng móc khóa với nhau. Với công nghệ hèm khóa Unilink thì khi ghép các tấm lại với nhau, tự nó móc lại nhau rất là chắc chắn. Đấy. Sản phẩm này có kích thước mặt rộng là 13 cm, chiều dài là 1m2 và có độ dày là 4 ly quý vị nhé. Độ dày 4 ly. Và đây là các cái màu, mình sẽ lên cho quý vị xem các cái màu. Đối với sàn này thì được sử dụng rất là nhiều trong các công trình dân dụng, các văn phòng công ty, mặt bằng cho thuê, nói chung ứng dụng rất là nhiều. Và nó có một cái ưu điểm là gì? Nó không kén bề mặt mặt phẳng quý vị nhé. Có nghĩa là gần như là tất cả các bề mặt mặt phẳng đều sử dụng sàn nhựa hèm khóa này được. Cho dù nhà mới, cho dù nhà cũ, hoặc là mặt nền không được phẳng, không được mịn lắm thì chúng ta vẫn sử dụng được cái sàn nhựa hèm khóa này. Đối với sàn nhựa hèm khóa này thì hoàn toàn chống mối mọt, chịu nước, hạn chế cong vênh co ngót. Có nghĩa là gì? Có cong vênh co ngót nhưng rất là ít quý vị nha, rất là ít. Mẫu mã đẹp quý vị nha, dễ thi công, dễ lắp đặt. Và bây giờ mình ghép thử một tấm cho quý vị xem. Đây, ví dụ một tấm đây này quý vị nha. Và tấm thứ hai, đây, một tấm nguyên xin này. Và tấm thứ hai là gì? Chúng ta ghép từng tấm với nhau này quý vị. Bản thân cái tấm này nó đã thiết kế theo kiểu dạng hèm khóa, và chúng ta ghép lại với nhau quý vị nha. Ghép với nhau là nó khít như này rồi quý vị nha, nó khít như này luôn. Không cần phải dùng keo, không cần phải sử dụng tới ấy thì không cần phải sử dụng keo này, rồi không cần phải phải bề mặt mặt phẳng ạ, không cần phải khó chịu lắm, mặt phẳng tương đối phẳng là được rồi, là chúng ta có thể lót đây rồi. Và dưới cái lớp sàn này, trước khi lót ạ, là chúng ta trải một lớp form. Form này là form xốp hoặc xốp bạc hoặc là form cao su đều được quý vị nha. Đó, thi công lắp ghép rất là dễ, rất là nhanh. Và đối với tất cả những sản phẩm sàn nhựa này thì không đòi hỏi những cái máy móc cầu kỳ, mà chúng ta chỉ cần sử dụng cái dòng dao dọc giấy quý vị nhé. Dao dọc giấy là chúng ta có thể là lắp ghép được những cái này rồi. Còn đối với tất cả những cái nẹp thì chúng ta có thể dùng kéo chúng ta cắt cũng được, không nhất thiết là phải sử dụng tới máy móc. Cho nên là ai mua về cũng có thể tự thi công được. Đối với lại len trên tường thì chúng ta nên có máy, đó là cái len trên tường. Chỉ cần dao dọc giấy quý vị nha. Đây, ghép lại lần nữa cho quý vị xem này. Hai tấm để xéo, để khoảng 45 độ. Rồi chúng ta ghép lại với nhau là nó khít thôi quý vị nha. Đấy, nó khít như này quý vị nha. Rất dễ lắp đặt, rất dễ thi công. Tất cả rất là dễ thi công. Đấy, tấm nào cũng như tấm nào. Rất đẹp, rất sạch luôn quý vị nha. Đó, video ngày hôm nay Nguyễn Khánh giới thiệu đến quý vị một số cái dòng sàn nhựa như vậy, để cho quý vị cân nhắc kỹ là trước khi chúng ta sử dụng cái sàn này nên sử dụng cái sàn nào cho nó hợp, sàn nhựa dẫn keo hay là sàn nhựa hèm khóa. Riêng về sàn nhựa dẫn keo đó, nó có một cái lỗi mà mình thấy rằng là rất là khó chịu. Nếu như, đây mình lấy lại cái sàn này. Đối với dòng sàn nhựa này, khi chúng ta lót rồi nó thì nó rất là ổn định, rất là ok. Đấy. Nhưng mà quý vị mà lót vào cái khu vực mà nó có nhiệt độ cao, hay là nhiệt độ nóng, hay là cái phòng nó nóng, thì cái lớp keo này này nó dễ bị chảy ra quý vị nhé. Nó dễ bị chảy ra. Thì có thể là khi chúng ta lắp đặt xong thì nó sẽ đùn cái lớp keo này lên quý vị. Nó đùn lớp keo ở cái mí này lên. Và nhìn ở cái mí, ghép mí giữa hai tấm á, nó sẽ có màu đen, màu keo nó đưa lên. Thì đối với mình thì mình không thích, rất ghét cái kiểu đó. Và nhìn nó rất là khó chịu. Cho nên quý vị hãy cân nhắc trước khi quý vị sử dụng cái này, sàn nhựa dán keo này quý vị nhé.
giá thì rẻ, thẩm mỹ cũng đẹp, nhưng mà khi ghép lên nó sẽ bị cái lỗi đó. Và thực sự ra thì sản phẩm dán thì nó không có đảm bảo về vấn đề là nước, quý vị nhé. Ví dụ nước đổ thì nó có thể bị bong tróc đấy. Còn nếu như quý vị lỡ đã sử dụng rồi mà có những cái đường keo đó nó phun lên bề mặt ạ, thì quý vị nên mua dầu thô hoặc là xăng, quý vị thấm một cái khăn chúng ta lau, quý vị nhé, lau cho nó hết cái đường keo đi đấy, nó tốn thêm một thời gian về vệ sinh nó nữa. Cho nên là Nguyễn Khánh chia sẻ để cho quý vị nắm bắt được. Ok, video ngày hôm nay Nguyễn Khánh dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để xem video. Quý vị nhớ hãy cho Nguyễn Khánh xin một nút like và hãy theo dõi video. Và đặc biệt hãy theo dõi kênh để Nguyễn Khánh thường xuyên cập nhật những mẫu mã và những sản phẩm mới nhất quý vị nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.